Chiều ngày 17 tháng 10 năm 2022, trong tiết trời dịu dàng của thu Hà Nội, tại sân Gôn Đồng Mô, 60 tay gôn quốc tế đã tham dự lễ khai mạc tuần lễ giao lưu văn hóa Gôn Hà Nội. Sự kiện được báo Kinh tế đô thị và Hiệp hội du lịch Gôn Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022. Sự kiện nhằm mục đích kích cầu du lịch, thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội, phát triển phong trào chơi gôn, kết nối các doanh nhân trong và ngoài nước. Tính cả sự kiện, tuần lễ du lịch thu hút hơn 360 vận động viên đăng ký thi đấu, trong đó có vận động viên cả trong và ngoài nước. Việt Nam có một số sân gôn rất đẹp. Điều quan trọng là chính sách marketing và phát triển thương hiệu của Việt Nam. Nếu hoạt động marketing được thực hiện mạnh mẽ hơn thì người dân Singapore sẽ biết nhiều về các sân golf tại Việt Nam, qua đó họ sẽ đến chơi nhiều hơn. Sự tham gia nhiệt tình của các vận động viên ngay trong lần đầu tổ chức sự kiện là chỉ dấu cho thấy sự hấp dẫn của bộ môn này đối với du khách quốc tế. Cũng cho khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động như tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình triển lãm trang thiết bị ngành công nghiệp gôn và trình diễn thời trang gôn tại sân gôn Long Biên, tọa đàm về phát triển du lịch gôn. Hứa hẹn đây sẽ là sự kiện để Hà Nội thu hút thêm khách du lịch có mức chi tiêu cao. Hiệp hội du lịch Việt Nam đánh giá rất là cao sáng kiến của báo Kinh tế Đô thị bởi vì là thông qua cái hoạt động này thì sẽ có một cái tác dụng để kết nối các cái chủ sân gôn các cái nhà đầu tư các cái sân gôn với các cái doanh nghiệp lữ hành du lịch và đặc biệt là cái sự giao lưu gặp gỡ giữa các golfer uh, cả trong nước và quốc tế. Giải đấu đã mở ra một tiềm năng mới cho phát triển du lịch của Hà Nội. Sự đồng hành, liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch và chủ đầu tư sân Gôn sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội của Hà Nội tăng trưởng mạnh mẽ. Thì chúng tôi thấy là cần sự chung tay giữa các cái sở ban ngành của thành phố, đặc biệt là sở du lịch, rồi sở thể thao, văn hóa Hà Nội và các khi chủ sân gôn, các nhà tài trợ để tạo ra một cái sản phẩm du lịch hấp dẫn cho Hà Nội. Ngoài ra, các tay gôn sẽ cùng chung tay đóng góp quỹ nhân đạo xã hội Tết Nghĩa Tình của Báo Kinh tế và Đô Thị dành cho các đối tượng gặp khó khăn mỗi khi Tết đến, xuân về.